đây 20 năm, tôi đi chơi bờ biển của Tàu, tôi gặp cô gái. Ngồi nói chuyện của ta, cái đấy là khoảng 2 tiếng hồn mà. Sau cái hai người đi về, tôi về khách sạn tôi ở thì tôi nói trong lòng, nếu ngày mai tôi trở ra bờ biển của Tàu mà gặp tay cô ta, tôi sẽ lấy cô ta làm vợ. Và 20 năm về trước đó, là bây giờ có thể nói là người à, tôi gặp đó là chính là bà xã tôi. Cũng là một điều tình cờ nha, để coi ngày 2 tuần nữa là kỷ niệm ngày 2 vợ chồng gặp nhau cách đây 20 năm. Và bây giờ tôi sẽ hát bản nhạc Tên Hùng Tượng Đá. Tặng tất cả anh chị ở đây. Trên đống đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến ngoảnh mây như cánh chim bay ngỡ trời ngồi một đời con. Lên tròn lời êm đềm kề tay bằng con tim mỗi người yêu em, chưa nắng cháy rồi có nỗi sâu sóng hơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn thở tôi cười vào phần lẽ. Nghe núi tia gào thét mưa nó sóng hơi tan vỡ mau tay cứ bồi hồi mong gì gặp lại lần thứ hai. Em ơi, và không gặp nữa, và đừng quên nhau.
như hình một pho tượng. Chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Nghe núi kia gào thét lớn sóng ơi, nghe trái tim dâng lên bồi hồi, mong gì gần lại lần cuối. Nghe núi kia gào thét lớn sóng ơi, tan vỡ mau lên tôi bồi hồi, mong gì gần.